chào các bác ạ. Nhà vườn Mạnh Yến xin chào các bác. Đây là lô phong đỏ nhá, để làm cảnh nhá và làm những hòm tây nhá, chụp ảnh nhá, hàng nhập khẩu từ Đài Loan nhá. Em đang có mấy ngàn cây này, cây này trồng sau một năm nó cao được một hơn 1 mét nhá, là chụp ảnh được rất đẹp nhá, lá đỏ quanh năm nhá. Đây là phong đỏ Đài Loan nhá, hàng phong đỏ này là cứ ra đến lá non là nó là màu đỏ chót này nhá, để làm trang trí các khu biệt thự và homestay nhá. Các bạn mua thì điện cho em số trên màn hình ạ. Em tên là Mạnh ạ, nhà vườn Mạnh Yến nhé. Ngoài cái phong nhập khẩu đỏ này em còn cây phong linh là vàng nhé. Các bạn mua cây gì thì điện cho em trên màn hình nhé. Em nhận các thiết kế làm homestay nhé và các nhà thờ nhé. Các bác có nhu cầu thiết kế rồi dự án homestay và nhà thờ em đều nhận làm nhé. Cây các loại cây nhé, cây bóng mát, cây công trình, cây ăn quả và cây cảnh quan nhé. Đây là cây phong lá đỏ nhập khẩu từ Đài Loan nhé, bầu của nó đây ạ, cây của nó đây ạ. Cây trồng xong một năm nó cao được mét hơn mét, lá đỏ rất đẹp. Đây các bác nhìn lá này, nó bé nó đã đỏ như này. Đây là hàng F1 chuẩn 100% nhé. Các bác mua cây gì thì điện cho em số trên mình ạ. Đây là Mạnh, nhà vườn Mạnh Yến. Cây gì em có nhé. Em giao cây trên các trục đường lớn nha, em không giao đến tận nhà đâu các bác nhé. Các bác lưu ý nhé, các bác đặt cây thì phải lấy cây cho em nhé. Em không có tỷ giờ mà các bác đặt chơi nhé. Những các bác không có tiền thì cũng không nên đặt ạ. Vì các bác đặt hàng em thì lúc là giả tìm cây mấy triệu xót ruột thì tốt nhất là các bác không nên đặt hàng nhé. Làm khổ em nhé, ship đi ship về và mất thời gian cả hai bên nhé. Đây là lô phong lá đỏ nhập khẩu từ Đài Loan về nhé. Em có vài nghìn cây thôi ạ. Các bác nhanh không thể gọi hết ạ. Trồng các homestay và khu nghỉ dưỡng nhé, khách sạn nhé, trang trí khách sạn nhé, sống ảo nhé, trồng các biệt thự đấy nhé các bác nhé. Em giao cây trên các trục lớn, em không giao tận nhà nhé, các bác lưu ý nhé. Khi đặt cây thì phải lấy hàng nhé. Còn bác nào mà đặt chơi thì đừng làm thế nhé, để mất thời gian cho em và mất cả tiền ship đi ship về nhé. Các bác xem kỹ video nhé, em giao cây trên các trục lớn nhé, không giao đến tận nhà như bưu điện nhé. Hình thức của em duy nhất là gửi ô tô nhé, không giao bưu điện nhé, tránh trường hợp lừa đảo nhé. Và em các bác nhận cây mới trả tiền nhé, không phải đặt tiền trước nên tránh trường hợp lừa đảo nhé. Mà em số điện thoại của em thì có mỗi 2 số điện thoại thôi, là đều đít 75 nhé, còn ngoài số điện thoại khác là không phải là số của em ạ. Các bác mua hàng thì cũng nên chọn những nhà vườn có uy tín nhé và số điện thoại rõ ràng nhé. Mình nói không với hàng kém chất lượng nhé. Ngoài phong lá đỏ em còn có phong cây phong linh lá vàng rồi nhiều cây bóng mát nhé, hoa đẹp nhé. Các bác cần cái gì thì điện cho em số trên màn hình ạ. Em tên là Mạnh ạ, nhà vườn Mạnh Yến nhé. Em xin kết thúc video đây, các bác nhớ đăng ký kênh cho em để xem những video tiếp theo nhé, mang những cây độc lạ cho các bác nhé và những cây ăn quả có năng suất cao nhé. Xin chào các bạn.